Xin chào các bạn đến với bản tin dự báo giá heo hơi của kênh Net Media CCTV. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, ngày 4 tháng 8 năm 2020, giá heo hơi được dự báo tiếp tục giảm trên diện rộng nhờ doanh nghiệp Việt Nam đã tìm được nguồn nhập khẩu heo mới từ Thái Lan, gỡ khó một phần cho bài toán nguồn cung cấp thịt heo. Còn ngày hôm nay, ngày 3 tháng 8 năm 2020, giá heo hơi được ghi nhận trên cả 3 miền giảm từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng 1 kg so với phiên giao dịch của ngày hôm qua. Theo báo Công Thương đưa tin, công ty Thùy Dương Phát cho biết thời gian trở lại đây, nguồn heo tại Thái Lan có dấu hiệu khan hàng nên chất lượng heo có nguy cơ đi xuống. Do đó, để đem được nguồn heo chất lượng về Việt Nam, công ty này đã cho người tại Thái Lan đi tìm thêm những nhà cung cấp mới có nguồn heo đúng chất lượng để ký kết hợp đồng mua bán, làm thủ tục đăng ký kiểm định tại Việt Nam. Sau khi Cục Thú Y hai nước Việt Nam và Thái Lan cùng nhau đánh giá chất lượng nguồn heo nhà cung cấp, doanh nghiệp này đã được cấp phép nhập khẩu heo Thái Lan từ doanh nghiệp mới. Ngày 1 tháng 8, lô heo đầu tiên với nhà cung cấp mới 1.000 con đã về đến cửa khẩu Bờ Y. Doanh nghiệp này cũng cho biết, thời gian tới công ty sẽ tiến hành nhập heo tại cửa khẩu Bờ Y. Khoảng 2 đến 3 ngày sẽ có một lô heo mới, góp phần đưa giá thành heo hơi trên thị trường giảm xuống. Tiếp theo bản tin là dự báo giá heo hơi của ba miền ngày mai, ngày 4 tháng 8 năm 2020. Ở thị trường heo hơi miền Bắc được dự báo giảm mạnh trên diện rộng. Giá heo giảm 3.000 đồng xuống còn 88.000 đồng 1 kg tại Thái Bình. Giá heo giảm 2.000 đồng xuống mức 90.000 đồng 1 kg tại Nam Định. Khả năng giá heo giảm 1.000 đồng xuống mức 90.000 đồng 1 kg tại Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai. Các tỉnh thành còn lại giá heo chủ yếu dao động ở mức từ 90.000 đồng đến 91.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi ở miền Trung và Tây Nguyên cũng được dự báo giảm theo chiều của cả nước. Giá heo giảm 2.000 đồng xuống mức 86.000 đồng 1 kg tại Bình Định và Bình Thuận. Giá heo giảm 1.000 đồng xuống mức 86.000 đồng 1 kg tại Hà Tĩnh, Lâm Đồng. Các tỉnh thành còn lại giá heo chủ yếu dao động quanh mức từ 84.000 đồng đến 86.000 đồng 1 kg. Thị trường heo hơi ở miền Nam dự báo giảm ở một số nơi. Giá heo giảm 2.000 đồng xuống mức 85.000 đồng 1 kg tại Kiên Giang, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Giá heo giảm 1.000 đồng xuống mức 86.000 đồng 1 kg tại Sóc Trăng và Bạc Liêu. Các tỉnh thành còn lại giá heo chủ yếu dao động quanh mức từ 87 đến 88.000 đồng 1 kg. Phần cuối của bản tin, như thường lệ, mời các bạn xem bảng giá heo hơi dự báo cho ngày mai, ngày 4 tháng 8 năm 2020 trên 50 tỉnh thành của cả nước. Ở Hà Nội được dự báo sẽ giảm 1.000 đồng 1 kg, Thái Bình giảm 3.000 đồng 1 kg, Hà Nam, Hưng Yên giảm 1.000 đồng 1 kg, Nam Định giảm 2.000 đồng 1 kg, Ninh Bình giảm 1.000 đồng 1 kg, Tuyên Quang giảm 1.000 đồng 1 kg, Phú Thọ, Thái Nguyên giảm 1.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc giảm 1.000 đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giảm 1.000 đồng, Bình Định giảm 2.000 đồng, Ninh Thuận giảm 1.000 đồng, Bình Thuận giảm 2.000 đồng, Đắk Lắk giảm 1.000 đồng, Lâm Đồng giảm 1.000 đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương giảm 2.000 đồng, Cà Mau giảm 2.000 đồng, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng, Kiên Giang giảm 2.000 đồng, Sóc Trăng giảm 1.000 đồng. Các tỉnh thành còn lại được dự báo giữ nguyên giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là thông tin giá heo hơi của ngày hôm nay và dự báo giá heo hơi của ngày mai do kênh Net Media CCTV tổng hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin vào ngày mai.